LMK Việt Nam bắt đầu đào tạo nâng cao tay nghề cho anh em sinh 4.1 chuẩn bị xuất cảnh. Chúng ta cùng xem hoạt động một ngày của các anh em như nào nhé. Quá trình tập thể dục bắt đầu từ 6 giờ sáng hàng ngày và kết thúc vào 6 giờ 45 phút sáng. Các bài tập giúp rèn luyện sức khỏe và cải thiện thể lực, chạy bền, chống đẩy, khởi động tại chỗ. Các bài tập được anh em lao động thực hiện đầy đủ và vui vẻ. Điều này giúp cải thiện sức khỏe và nâng cao năng suất lao động. Sau một tuần tham gia đào tạo, sức khỏe của anh em đã được nâng cao rõ rệt so với những ngày đầu. Quá trình học ngôn ngữ bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 10 giờ sáng. Anh em lao động được học tại các phòng học của LMK Việt Nam với đầy đủ trang thiết bị vật tư, phòng học rộng rãi, thoáng mát và đầy đủ ánh sáng, có máy chiếu cho mọi người trực tiếp học tập. Sau đó anh em lao động sẽ tham gia vào quá trình đào tạo công việc, các bài tập luyện buộc sắt, cốt pha và mộc được thực hiện đầy đủ với trang thiết bị, đồ bảo hộ được cấp từ phía công ty LMK Việt Nam. Quá trình làm việc sẽ được bộ phận đào tạo quan sát và đánh giá chi tiết từng người. Bất kỳ lao động yếu ở phần nào sẽ được bổ sung và nâng cao ở phần đó. Một ngày đào tạo của anh em tại LMK Việt Nam trôi qua có chút mệt mỏi nhưng rất vui vì anh em đã học được rất nhiều kiến thức mới. Cảm ơn các bạn đã xem hết và chúc các bạn có một ngày tốt lành.